Phúc đã tới khách sạn Mekamec Bình Dương, là giờ Phúc vừa mà được một bạn đo nhiệt độ, đưa cái nón bảo hiểm nón ông già Noel đây, có đưa không? Đẹp quá ha. Ở đây là một trong những cái khu mà Phúc rất là thích ở đây nè mọi người nha. Ok, nếu mà ai xuống Bình Dương hay ở Mekamec, ở đây là mình 5 sao mà hay 4 sao? 4 sao mà đẹp vậy đó hả? Mình ngồi ở đâu nhưng mà bàn nào đây? Đây đi cho nó đẹp đi. Ờ à, đó cái sofa nhìn ra hồ bơi đi em. Anh làm YouTube á cho nó đẹp á. À, bây giờ trời ơi mọi người, Merry Christmas. Tôi xin từ cô lễ tân vô tới phòng khách đây mà không ai cho tôi hết á. Ok. Nghe mọi người. Ủa đây giá cũng rẻ nè em ha. Một người là 450.000 nè. Cho cái ngày gì đây, cho ngày gì ấy hả? Thì Phúc sẽ chụp nữa, ngày mai Phúc bắt đầu Phúc mới đi quay cái một số cái đề tài Tết, mọi người đã xem Tết ở chương trình trên VTV2 nha. Salad trước em ạ. Salad và uống bia cũng như là ăn steak. Thì mọi người tới Mekamec Hotel thì mọi người đừng có bỏ lỡ những cái món này nha. Đây là nước cam của tôi trước nè. Sau đó tôi có bia Sapporo nè, và tôi có steak nè. Vậy là sẽ quay rồi tôi sẽ diễn cãi mọi người nghe là Bình Dương giống như bên nước ngoài á mọi người nha. Đây mọi người coi cái giờ bác bếp làm salad cho nó phải không? Chúng ta sẽ coi trải nghiệm một món salad thì sao nha. Salad này là làm trong bao lâu em? Em để bao lâu? Chắc cũng chừng 2-3 phút thôi. Ngon nha. Chúng ta thấy cái nguyên liệu ớt chuông Đà Lạt, ớt đỏ nè, ớt chuông vàng và xanh. Đây là cái cung cấp cái lượng vitamin rất là tốt luôn. Nếu mà mọi người không có biết là cung cấp vitamin ở đâu thì cái lượng đây là cái lượng ớt này là cung cấp vitamin tuyệt vời luôn. Đúng không em? Dạ. Cà chua nè, mọi người thấy cà chua tươi thiệt là tươi, nào ăn thử nha. Rau rất là chọc. Nhờ bạn này, khi biết tên bạn, em tên gì? Dạ, em tên Mai. Loan hả? Mai. Mai? Dạ. Bạn Mai nha, sếp ở đây đang làm cho cửa Phúc cái món salad. Rồi coi nha. Ở đây nghĩa, tại vì cái đợt này Phúc quay thì vô tình Phúc biết được cái Mekamec Hotel này, Phúc bảo Phúc quay luôn. Đó. Nhớ vậy coi kênh YouTube của anh nghe chưa? Dạ. Mọi người nhớ like, share và subscribe H2P Entertainment Official nha mọi người. Ta sẽ coi bạn ấy nè. Salad rất là tươi nha mọi người. Mai làm bếp ở đây lâu chưa Mai? Dạ được 3 tháng. Được 3 tháng á hả? Ở trước đây em làm ở đâu? Em làm ở Quy Nhơn. Mà thật ra đúng là tại vì mình mới có hết dịch đúng không? Hết có đỡ đỡ được 3 tháng nay thôi, chứ còn trước tụi mình vẫn giãn cách á, anh em mình vẫn đang bị thất nghiệp á. Dạ. Dạ. Anh cũng bị mất show nhiều lắm Mai ạ. Dạ. MC ế năm nay ế lắm Mai. Em làm sao mà người ta coi YouTube anh nhiều quá hiểu không? Kiểu chỉ em 3 phần nha. Ồ, đúng không? Cái này là kiểu 3 phần anh. Ồ, chỉ 1 phần ha, 1 phần. Ồ, 1 phần mà chia làm 3 đúng không? Ờ, 1 phần mà cho, ok, rồi em cứ làm đi, em làm đi. 1 phần mà 3 người ăn á. Dạ. Cái này là ô liu đúng không? Dạ, ô liu anh. Cái này là gì, nước tương hay dầu hào? Dạ, dầu giấm bá giấm ít. Dầu giấm, ồ. Cái này bạn này để cho Phúc mượn cái nón nha, ông già này. Em tên gì? Nguyên à? Chứ em làm ở đâu? Ở đây luôn hả? Đây trước giờ mấy năm rồi? 2 năm rồi. Khá ngầu. Bạn này mới 3 tháng nè. Bạn này giống anh nè. Từ tháng 1 tới tháng 9 là thất nghiệp. Đẹp ha.
sắp xong chưa nè? Cắt salad ra, cắt ớt vô, rồi cái cà chua sốt bỏ lên thôi đúng không? Dạ. Ủa bò thế nào được em? 10 phút hả? Trời ơi, xỉu chết luôn. Em có cái bánh. Có bánh này. Có bánh mì, ừ, ok. Anh nhịn đói từ trưa đến giờ chứ. Chỉ đến để ăn thôi đó em. Sắc hạt sợi hả? Sắc như sắc hạt lựu. Rồi trước khi làm ở Huế là em làm ở đâu? Học nghề học cũng về khách sạn nhà hàng luôn hả? Dạ, cái này anh muốn cắt thật lâu hả? Không, cắt nhỏ nhỏ vậy được anh, vậy được rồi, dài dạ. Dài được rồi. Anh thương vừa, anh sẽ cắt như vậy. Ờ, có chồng con gì chưa? Dạ, chưa. Chưa nha mọi người, bạn Mai đầu bếp ở BKMX Hotel chưa có gia đình chồng con. Anh trai nào ở Bình Dương hãy ùa tới đây mau. Facebook em là gì? Mai Võ ha, hay là gì? Dạ, Mai Nguyễn. Mai Nguyễn nha mọi người, Facebook Mai Nguyễn. Nấu ăn rất ngon mà chưa có gia đình. Tiêu chí kiếm bạn trai của em như thế nào em? Như anh là được đúng không? Bạn trai nào thấy hiền lành chất phát như Phúc hãy liên hệ với Facebook Mai Nguyễn. Rồi anh nói mà anh muốn rớt cái máy điện thoại. Em đừng có cắt vô tay em luôn nha Mai nha, là mình sẽ đi cấp cứu đó. Thì không vui lắm đâu, tại vì anh muốn ăn salad nó sẽ không có màu đỏ. Rồi, ngon chưa? Ô liu đúng không? Xong giờ rưới kia lên là xong. Dạ. Rồi, bà xong chưa? Em ơi, xong rồi em ơi. Xong rồi em ơi. Chúng ta thấy những cô gái Noel, cô gái tiếc. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn Mai nha. Dạ. Mai chào khán giả kênh anh đi nè. Bye bye. Dạ.